Thiện Hạnh thân ái kính chào quý vị khán giả của đài truyền hình Việt TV và Radio. Quý vị đang đến với phần tin Việt Nam thành đến tỉnh và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết đầu tiên. Thưa quý vị, bến xe miền Đông vắng khách khi phi trường đông nghẹt người chen chúc chiều mùng 5 Tết. 3 giờ chiều ngày 29 tháng 1 tức là mùng 5 Tết, khu vực trả khách của bến xe miền Đông tại Sài Gòn khá vắng vẻ. Thi thoảng mới có vài chuyến xe từ các tỉnh phía Bắc và miền Trung cập bến để trả khách. Các tuyến đường dẫn vào bến xe cũng vắng vẻ lạ thường. Tổng giám đốc bến xe miền Đông cho biết trong ngày đã đón khoảng 1.200 chuyến xe, dự kiến trong ngày mùng 5 Tết đến rạng sáng mùng 6 Tết sẽ đón khoảng 1.700 xe với hơn 50.000 hành khách qua bến. Tuy nhiên, tình hình giao thông hiện nay trong và xung quanh bến xe rất vắng. Trong khi đó, vào chiều cùng ngày tại phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất, cả nhà ga trong nước và nhà ga quốc tế của phi trường này đều đón một lượng lớn hành khách và thân nhân đưa đón. Hàng ngàn hành khách chen chúc di chuyển một cách khó khăn. Bình quân khoảng 2-3 phút lại có một chuyến bay đáp xuống. Phi trường Tân Sơn Nhất dự kiến trong ngày mùng 5 Tết sẽ đón khoảng 954 chuyến bay cất và hạ cánh. Cháy lớn tại chợ Phụ Diễn, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Vụ cháy nghiêm trọng diễn ra vào khoảng hơn 4 giờ chiều ngày 28 tháng 1, khi một đám cháy lớn bất ngờ bùng phát tại khu vực kiosk kinh doanh chăn ga gối đệm trong chợ Phụ Diễn, huyện Diễn Châu, Nghệ An. Ngọn lửa đã bùng phát dữ dội và có nguy cơ lan rộng ra nhiều kiosk khác trước sự bất lực của các tiểu thương và người dân. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Nghệ An đã huy động 8 xe chữa cháy, 3 xe tiếp nước cùng 50 lính cứu hỏa, nhanh chóng đến hiện trường tiến hành dập lửa, di chuyển hàng hóa ra ngoài. Đến khoảng hơn 5 giờ chiều cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt. Tuy nhiên, khi đám cháy được dập tắt thì nhiều kiosk kinh doanh cùng hàng hóa đã bị thiêu rụi. Hiện nay, nguyên nhân của vụ cháy chợ đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Chiều tối cùng ngày, một vụ cháy lớn cũng đã xảy ra tại một kiosk kinh doanh hải sản trên đường Nguyễn Thân Mến, phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An và làm nhiều tài sản bị thiêu rụi. Nguyên nhân của vụ cháy nhà hàng này đã được xác định là do chập điện. Thưa quý vị, người dân trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết. Chiều 29 tháng 1, người dân từ quê trở lại Hà Nội, thành phố Sài Gòn sau kỳ nghỉ Tết Canh Tý, khiến cho nhiều tuyến đường gặp tình trạng kẹt xe. 2 giờ chiều, tuyến quốc lộ 1A tại Hà Nội kẹt xe kéo dài hơn 2 km khi dòng xe từ các tỉnh đổ về trung tâm thành phố. Tuyến đường cửa ngõ này luôn đông đúc vào những ngày chủ nhật, đặc biệt là nghỉ lễ. Tại km 188 cao tốc Pháp Vân hướng về trung tâm Hà Nội, dòng phương tiện di chuyển chậm về vành đai 3, hành khách trên xe chờ đợi ngủ gục. Ở phía Nam, người dân miền Tây cũng ùm trở lại thành phố Sài Gòn sau 7 ngày nghỉ Tết Nguyên Đán. Tại cầu Rạch Miễu nối Bến Tre Tiền Giang, nhiều xe khách, xe hơi 4 chỗ chạy vào làn xe máy, khiến cho tình trạng giao thông thêm nghiêm trọng. Đến 4 giờ chiều, trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu đã phải xả trạm 2 lần, mỗi lần kéo dài hàng chục phút để giảm kẹt xe. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn kéo dài gần 5 km trên quốc lộ, hàng trăm xe hơi nối đuôi nhau nhích từng mét chở qua cầu. Một số điểm nóng kẹt xe khác như quốc lộ N2, nút giao quốc lộ 1A, đường dẫn cao tốc thành phố Sài Gòn Trung Lương đoạn Tiền Giang, cầu Bến Lức, Long An. Tiếp theo là bản tin liên quan đến giao thông cho biết tại Việt Nam đã có hơn 130 người tử vong vì tai nạn giao thông. Trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên Đán, Việt Nam đã xảy ra 198 vụ tai nạn giao thông và làm 133 người tử vong, 174 người bị thương. Bộ Công an Cộng sản Việt Nam đánh giá so với Tết Kỷ Hợi năm trước, năm nay tai nạn giao thông đã giảm về số vụ 10%, số người tử vong giảm 5% và số người bị thương giảm 17%. Nhiều địa phương không xảy ra tai nạn giao thông như Bắc Ninh, Hà Giang, Khánh Hòa, Kon Tum, Lạng Sơn, Thái Nguyên. Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, nguyên nhân tai nạn do lái xe vi phạm nồng độ cồn chiếm 2%, lấn đường 18%, chạy quá tốc độ 6,8%, còn lại đang điều tra. Các vụ tai nạn xảy ra từ buổi tối cho đến sáng hôm sau chiếm 46%. Dịp Tết có 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Việt Nam làm 6 người tử vong. Tại Đắk Lắk, ngày 24 tháng 1, xe máy chở 3 người đâm vào xe khách đi ngược chiều, làm chết 3 người trên xe máy. Tại Tây Ninh, ngày 28 tháng 1, 2 xe máy tông nhau làm 3 người tử vong. Cục Quản lý Khám chữa bệnh thuộc Bộ Y tế cũng cho biết số vụ nhập viện do tai nạn giao thông đã giảm 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Tại Bệnh viện Việt Đức, Chợ Rẫy, số bệnh nhân cấp cứu có rượu chỉ chiếm 7-8% số vụ tai nạn, giảm trên 60% so với năm trước. Tết năm nay, Canh Tý, người lao động được nghỉ từ 29 tháng Chạp cho đến mùng 5 tháng Giêng.
Thành phố Đà Nẵng cho xuất viện 24 trường hợp từng bị cách ly do nghi nhiễm virus corona. Ngày 5 Tết, tức là 29 tháng 1 dương lịch, Sở Y tế Đà Nẵng cho biết đã cho xuất viện 24 trường hợp trong tổng số 52 bệnh nhân được cách ly do nghi nhiễm virus corona gây ra dịch viêm phổi cấp ở Vũ Hán, Trung Quốc. Theo đó, các bệnh nhân này đã hoàn toàn khỏe mạnh, hết sốt, hết ho và mẫu xét nghiệm do Viện Pasteur Nha Trang thực hiện âm tính với virus corona. Bệnh viện Đà Nẵng tiếp tục theo dõi 28 trường hợp nghi ngờ mắc viêm phổi cấp do virus corona. Cụ thể gồm có 12 trường hợp người nước ngoài, trong đó có 10 người Trung Quốc, 2 người Malaysia và 16 bệnh nhân người Việt Nam. Theo Sở Y tế Đà Nẵng, từ ngày 14 tháng 1 cho đến nay, đã có 52 trường hợp nghi nhiễm được theo dõi tại Bệnh viện Đà Nẵng. Trong số này đã lấy mẫu xét nghiệm 35 người và mẫu xét nghiệm đều âm tính với virus corona. Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng cũng cho biết để hạn chế khả năng lây nhiễm bệnh, ngành du lịch Đà Nẵng đã tạm dừng đón khách Trung Quốc và không đưa khách Việt Nam đến các vùng dịch của Trung Quốc. Trong khi đó, thì Trung Quốc đã bàn giao 4 công dân Việt bị sốt về nước điều trị. Đại diện Sở Y tế tỉnh Lào Cai cho hay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh này vừa tiếp nhận 4 trường hợp người Việt Nam có dấu hiệu bị sốt, nghi nhiễm viêm phổi do virus corona vào điều trị. Đây là những công dân nước Việt Nam đang làm ăn buôn bán tại Trung Quốc. Khi thấy 4 người Việt trên có dấu hiệu bị sốt vào sáng 27 tháng 1, nhà chức trách phía Trung Quốc đã tiến hành trao trả về cho Việt Nam để giám sát theo dõi. Các trường hợp này đang được theo dõi cách ly đúng quy định. Vào thời điểm nhập viện, cả 4 người đều bị sốt trên 38 độ. Mẫu bệnh phẩm của 4 bệnh nhân được gửi đến Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xét nghiệm. Hiện nay, sức của bệnh nhân đã ổn định, không còn sốt, nhưng vẫn phải theo dõi và cách ly, chờ kết quả xét nghiệm. Như vậy, cho đến thời điểm hiện tại, Lào Cai đã tiếp nhận tổng số 5 người nghi nhiễm virus corona. Thưa quý vị, cửa khẩu Lạng Sơn tạm dừng thông quan hàng hóa do virus corona. Các cửa khẩu tại tỉnh Lạng Sơn sẽ lùi thời gian thực hiện thông quan hàng hóa để bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh do virus corona gây ra. Ngày 29 tháng 1, theo thông tin từ Chi cục Hải quan Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn, hoạt động thông quan hàng hóa sẽ tạm dừng cho đến ngày 8 tháng 2 sắp tới. Ngày 9 tháng 2, cửa khẩu Tân Thanh và các cửa khẩu phụ sẽ trở lại thực hiện thông quan hàng hóa bình thường. Riêng tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, hoạt động thông quan hàng hóa xuất nhập cảng sẽ thực hiện sớm hơn, từ ngày 3 tháng 2. Tại các cửa khẩu nêu trên chỉ tạm ngừng thông quan hàng hóa, đối với hoạt động xuất nhập cảnh vẫn làm thủ tục bình thường. Về phía Bộ Công Thương, cơ quan này cũng nhận định nếu dịch kéo dài, việc thông thương đi lại tại các cửa khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc bị hạn chế, thì lưu lượng hàng hóa thông quan các cửa khẩu sẽ bị ảnh hưởng. Hàng vạn người đổ về danh thắng Tràng An ngày đầu năm Canh Tý. Theo ghi nhận, trong các ngày 28 và 29, tức là 4 và 5 Tết Canh Tý 2020, tại khu du lịch sinh thái Tràng An, thuộc quần thể danh thắng Tràng An, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, hàng vạn du khách trong nước và quốc tế đã kéo nhau về đây để đi lễ du xuân, tham quan các điểm vui chơi giải trí. Tại khu vực để xe, hàng đoàn xe từ khắp nơi đổ về ngày một đông. Lực lượng an ninh huyện Hoa Lư đã phải hoạt động hết công suất để hướng dẫn phân luồng du khách và người dân đi đúng quy định. Đặc biệt tại khu vực vào cổng mua vé và khu vực xuống thuyền để du ngoạn Tràng An, người dân nối nhau chờ mua vé. Hàng ngàn người đứng chật kín bên trong nhà chờ hàng giờ đồng hồ để được xuống thuyền. Do lượng định được lượng du khách đổ về Tràng An rất đông, nên ban quản lý đã tổ chức bán vé từ 5 giờ rưỡi sáng cho đến 5 giờ chiều hàng ngày. Giá vé cũng tăng lên từ 20 cho đến 25% so với năm trước, thế nhưng lượng khách đổ về vẫn rất cao. Du khách đến Huế vẫn tăng mạnh bất chấp dịch corona. Trong 10 ngày Tết Nguyên đán Canh Tý, có trên 270.000 lượt khách du lịch đến Thừa Thiên Huế, tăng 17% so với cùng kỳ. Trong đó khách lưu trú tăng mạnh, ước đạt 141.000 lượt. Khách quốc tế chiếm trên 65% doanh thu du lịch. Giám đốc Sở Du lịch Thừa Thiên Huế cho biết các khách sạn cao cấp có công suất phòng từ các ngày 25 cho đến 28 tháng 1, tức là mùng 1 đến mùng 4 Tết, đã đạt được trên 85%. Trong đó khách sạn 5 sao đạt trên 90%. Các thị trường khách chủ yếu là Nam Hàn chiếm 16%, Hoa Kỳ 8%, Thái Lan 8%, tiếp đó là các nước Pháp, Anh, Đức, Lào. Sở Du lịch Thừa Thiên Huế đã có yêu cầu các cơ sở lữ hành và lưu trú báo cáo ngay khi có các khách du lịch đến từ Trung Quốc
và các quốc gia đã có bệnh nhân lây nhiễm virus và báo ngay nếu phát hiện khách du lịch có biểu hiện ốm và sốt. Thưa quý vị, ngư dân Phú Yên được mùa cá ngừ đại dương đầu năm. Ngày đầu năm, nhiều tàu đánh bắt cá ngừ đại dương đang về cập cảng cá ở Phú Yên, mang đầy ắp lộc biển. Sáng 27 tháng 1, tàu cá của ngư dân Võ Minh Trí cập cảng Phú Lạc, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên mang trên tàu với hơn 70 con cá ngừ đại dương. Trong đó có 10 con trọng lượng hơn 65 kg, số còn lại đạt kích thước để xuất cảng. Anh Trí cho hay đã đánh bắt ở vùng biển Trường Sa hơn 25 ngày. Tàu vừa đầy cá ngừ đại dương là nhổ neo chạy vào bờ để kịp ăn Tết với gia đình. Ăn Tết muộn nhưng được lộc biển thì ai cũng phấn khởi, gia đình sẽ có thêm điều kiện hơn trước. Tương tự làng chài Đông Tác, thành phố Tuy Hòa, nhiều gia đình liên tục nhận được tin vui từ người thân trong ngày đầu năm. Các tàu đua nhau vào bờ với sản lượng đánh bắt từ 2 cho đến 3 tấn cá ngừ. Ngoài tàu của anh Lượm, nhiều tàu cá của ngư dân trong làng chài này đánh bắt được hơn 3 tấn cá ngừ đại dương trong dịp này. Làng chài có hơn 240 tàu công suất lớn, tuy nhiên dịp Tết này đã có 2/3 đang ở khơi xa. Bản tin vừa rồi đã kết thúc cho phần tin Việt Nam thành đến tỉnh ngày hôm nay. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.